À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Warhammer 2. Mình là Tô Tân Qua Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ lại tiếp tục cuộc chiến của quý bà mà cả dòng linh hồn của biển cả. Đây. Và mấy anh cướp biển vùng Caribe ấy mà. Chỉ là một cái điều là bây giờ thì mình đang cần phải tuyển thêm ít quân nữa chứ nhỉ. Cái thằng này thì mình thấy nó yếu quá, nhưng nó lại có khả năng công thành và nó có một cái đặc điểm gì đó hơi là lạ. Có lẽ cho nó đánh kết hợp kẹp cùng mấy bọn này thì tốt hơn, nhưng mà thì là ba thằng này thực ra mình cũng không cần nhiều lính này lắm nữa. Cái này là ổn rồi, cho mấy thằng này đi. Lính súng thì thôi không cần, lính súng thì thôi không cần nữa, cũng không vội vàng tuyển thêm quân. Bây giờ trận trước mình đã đánh một trận với bọn Empire này rồi, một cái bọn Empire, một thằng của nó bị chạy lên đây rồi. Đây, bây giờ nó phát thằng này nữa, mình sẽ truy đánh tiếp với nó. Tất nhiên là mình không ngu gì mà đánh một đánh như này thôi, nó chỉ có mấy thằng cung này ăn được. Mấy thằng súng của chúng ta tầm bắn khá xa. Cái con mụ này thì nó mạnh về bọn hồn ma này, nên là có thể sau này mình sẽ tuyển nhiều bọn cái bọn ma quỷ hơn. Hồn ma, nói chung là những cái linh hồn. Đặc điểm của quân hồn ma thì có nghĩa là nó chống đánh nhau với các bọn mà sát thương vật lý rất là tốt. Thí dụ như bọn Empire này nếu mà chưa có pháo phản lực và pháp sư lửa ra thì nói chung đánh nhau với bọn hồn ma thì gần như không có cách gì đánh được, bởi vì nó kháng, phần lớn cái bọn hồn ma nó kháng sát thương vật lý rất cao. Đặc điểm chung của bọn hồn ma nó là như vậy. Rồi, ai xa. Địa hình quá đẹp luôn. Cho quân địch nó lại chui lên cái góc kia. À ôi, con ma này nó có thể triển khai được ở vùng đất này. Rồi cho hai thằng này đứng đầu đi. Con mụ béo này không cần phải đứng đầu. Con mụ béo với thằng này đứng ở đây được rồi. Nó không có kỵ binh, mình cứ dàn quân đánh bộ ở đây được rồi. Mấy thằng zombie. Đây đây. Chỗ này chắc bắn được. Nó sẽ phải công. Mình có pháo là nó buộc phải xuống. Ok. Ôi, nó không xuống à? Bọn nó khôn vãi trưởng nhỉ? Nó hết trong rừng à?
Bản này nó có vẻ hơi khác so với các bản kia nhỉ. Bình thường mình có pháo này chứ nó phải công. Bản này mình vào công là mình hơi bất lợi. Get me close. Move. Đội quân của các linh hồn là xác chết này. Ấy, cướp biển. Tính chất của cướp biển. Con mụ này đúng là hồn ma, nó bay. Sao nó còn cưỡi được cả con cua vỏ ốc cơ mà nhỉ? Tiếp tục rút vào trong. Bọn này gớm thật. Sao không bắn được nhỉ? Vướng rừng cây không bắn được à? Em bắn tới rồi mà không tới, em bắn được này. À, bị cản tầm nhìn này bọn này à? Cho bọn này bắn ở đây, đứng ở đây. Chúng nó co cụm vào một chỗ, bám chỗ đấy à? Phải bắn vào rừng thì không ăn thua nhỉ, vướng hết vào cây rồi. Đúng rồi. Bắn vào rừng thì pháo không hiệu quả lắm. Toàn trúng cây thôi. Gần nhau đến không ngờ. Rồi xông lên đây. Bỏ chúng nó lỉ quá. Ăn rồi. Máy thăm bắn súng thì từ từ. Fleet captain. Anh già. Từ đã mụ béo đâu rồi, gọi thấy bọn kỵ binh lên. Strong fell.
mày thích chết à, mấy thằng bắn súng này. Quẩy ngay cho anh. Xong luôn mấy thằng bắn súng. Tiếp đến là mấy thằng bắn cung luôn. Chà. Xông thẳng vào. Nó qua được đâu, xông thẳng vào đi. Ờ đúng rồi, Pretonia xông vào. Quẩy bọn này luôn. Ê, đây. Đánh bên này này. Bọn này à? Lại thích bắn à? Á chà chà. Hồn ma này vẫn ăn được. Hồn ma này vẫn ăn được. Bọn này mất tinh thần cái nó lại hồn của. Một cái bọn này quân không bao giờ bất tử luôn. Không bao giờ hết. Cứ đánh thoải mái lại gọi quân lên. Cần mấy thằng súng thì thôi, còn bọn này không quan trọng. Không bụi béo rồi. Xuống đây ăn bọn này đi. Mấy thằng hồn ma úp kìa. Còn mỗi chỗ này là chúng nó còn quân. Rồi mấy thằng zombie dẹo hết rồi. Tí lại gọi lên một đống nữa. Ghét thật, chúng nó rút hết vào rừng. Rồi cả mấy thằng to xác chết lốt. Ăn tướng nó. Ôi mấy con hồn ma này. Được, phải để cứu mấy con hồn ma này à? Rồi, ăn rồi. Bọn khủng lồ mình nó đến rồi. Ăn được rồi. Thêm máu tiếp cho bọn hồn ma. Rồi quân tiếp đi. Gọi dậy các con ma đã chết đi. 45, 40, 46, ấy. Xong. Nhiễu nhỉ. Rồi, ghét chất đánh trong rừng không nhìn thấy cái gì kìa. Lại gọi được thêm vài xác nữa lên, lo gì. Nhưng mà chúng nó mình không tiêu diệt toàn bộ chúng nó được. Thế mới tức.
càng trưởng thành nhưng mà hồi quân đi, chọn hồi quân, chọn hồi quân. Cái này giảm áp kíp đáng kể luôn, tăng quãng đường di chuyển này, giảm áp kíp này. Mày nhỉ? Con ma cho chơi này mạnh phết đấy. À, gọi tiếp quân lên nữa. Sợ. Lo gì vấn đề đánh nhau, quân limit luôn. Giảm cho lính bay, mình có bọn nào bay quá tác dụng gì nhỉ? Tiếp. Hồi quân tiếp, đã có thêm tiền. Rồi rồi. Con béo này. Búp cho quân đi. Zombie này, búp cho các loại Gunner. Búp đam. Chính xác cho Cannon Mortar và Queen Beast gì đây? Mấy cái lính này mình chưa thạo lắm, để sau đi nhỉ. Summon Dark Knight. À, hai lần gọi. Tăng thêm một lần gọi cái bọn Dark Knight lên này. Được. Thằng này thì đương nhiên phải học ở đây rồi. Học một điểm ở đây đó, để nó hồi máu toàn quân. Tất nhiên mình sẽ sử dụng chủ yếu cái này để hồi quân nữa này. Thằng này thì chủ yếu thế thôi. Cái gì đây? Zedlit Shop, Zedlit Garrison sức là mình hồi máu rồi, cưỡi con cua vào ốc. Giảm đam, mất cái đam xuyên giáp à, cắt mất cái cũng kháng này. Siren of the storm. Lại gọi được thêm thằng nào nữa? Ôi, không cần này, không gọi được thêm nữa thì quánh luôn. Thế mà không khoai nhỉ, buộc phải đánh tay. Lần trước nó chạy được. Con mụ béo này gớm thật. À, hình như chỗ này vào đất của mình rồi. Đánh nốt mấy cái thành kia của nó phát. À, chỗ này thì... Nhưng mà nó lại chơi giúp vào rừng tiếp rồi. Bọn này mất bữa lắm. Giúp rừng cứ cho mấy thằng hero lên trước. Quân địch ở đằng trước, cho bọn này lên trước. Hai thằng này trâu bò phải biết, bọn này chạy sau làm tường thôi. Hai bọn này thế. Mấy thằng này đi ngay đằng sau mấy thằng khổng lồ để ăn. Hai thằng pháp sư. Rồi, chơi luôn, quân địch ở đâu? Lên, pháo rồi, lên luôn. Lên nào, quân địch đang trước mặt kìa, quân địch đang trước mặt rồi. Bọn này nó quá tuyệt vời luôn ấy. Nó vừa đặc tính của ma cà rồng ấy, vừa đặc tính của như kiểu Norska ấy. Úi dồi ôi.
đánh đêm đánh tối tối này gặp mấy con linh hồn sau này này. Ok 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 ăn vào mắt à. Súng à, từ từ, mấy bắn súng từ từ. Rồi đây đây, chúng nó thích xông lên cho nó xông luôn. Mấy con kiếm này xông lên. Béo rồi, gọi con thằng kỵ binh nha. Tên nó cho nó gọi được hai con rồi mà đúng không? Đúng rồi, gọi được thêm một lần nữa, tuyệt vời. Tuyệt vời. Xông thẳng lên, ôi rồi hai con này á, nó cân hết. Thôi mới thằng súng của mình rồi, à chưa ăn được bởi vì là con vướng. Oh man, đứng ra đây đi em. Đứng ra đây là bắn được. Rồi, Pretonia này, Pretonia này, gọi thêm một thằng nữa lên. À, nó hồi quân. Rồi, bắt luôn mấy thằng súng này nữa. Đây này. Chết được quả mắt luôn, mình con này nó cân hết cả đám này luôn này. Cả mấy con hồn ma nữa, úi trời. Con này, ơ à. Hồi máu cho, hồi quân cho con này này. Rồi, bắn đi. Mình phải chạy hết rồi. Quả này là diệt lốt. Richie! Béo. Chúng nó bỏ chạy là lần này không chạy nữa rồi. Diệt hết. Ôi, hai con này, hai con khổng lồ, thằng Pretonia và một cái con ôi, nó ăn là hết béo rồi. Xong rồi, xong rồi. Nó còn quất ở đâu nhỉ? Đáng này chưa bỏ chạy hết à? Ôi, cái bọn zombie này làm tường là tốt thật. Rồi thằng này đâu rồi, hồi tiếp quân cho cái con này đi. Gọi gọi dậy những con đã chết nhá. Vãi trưởng luôn. Kinh khủng thật. Đồng thời nó vừa hồi máu cho quân theo lượt, theo thời gian nữa, theo giây nữa. Nó vừa mang đặc tính của ma cà rồng lại vừa mang đặc tính của ôi pháo ơi. Bọn này nó cứ bỏ chạy. Ui, đồ họa đẹp vãi trưởng nhưng mà đánh nhau đêm tối như này. Rồi, xong rồi. Chúng nó
bỏ chạy hết rồi. Hình như chúng nó bị đánh trận này trận thứ hai, hình như là chúng nó sẽ không bỏ chạy nữa. Vãi cả xoài. Cứ cho hai cái thằng hồn ma mới ấy lên là ăn hết bọn trên. Làm tưởng sau này với bọn súng này mình sẽ thay lốt bằng cái bọn ma, ma bắn kiểu súng máy ấy. Mà mình xem ở đầu video mình chơi mình thấy có mày á. À, ôi mụ này mụ khe lửa à, khe khe cái gì ấy. Ôi ôi lại đúng đi trên đất của mình nữa chứ, tuyệt thật. Đây rồi, gọi thêm một thằng này nữa lên. Cái này thì làm sao mà hết quân được. Rồi cứ cho bọn zombie làm tường, còn lại bọn kia là tấn công được. Capable, nothing more. Cưỡi con ngựa cho anh. Đi lại cho nó tiện. Has potential. Bonus về infantry, đánh nhau bộ binh à? Tuyệt. Tăng máu, tăng quy magic, kháng, phòng thủ vật lý à. Con này cũng bá mà, dạ. Thằng này thì 80% sát thương vật lý thì có đánh vào mắt cũng chết được nó. Madam, I lost a dear fan. Một số lính này chưa kiếm được nhỉ? Yeah. Mình chả có cái công trình gì có quân. Ok, thằng này nữa. Absolutely not. Tuần sau mình sẽ đập lốt. Bản này chắc chỉ có đi đánh nhau nhiều. Ôi dồi. Ôi dồi. Sao châu Phi ấy. Thôi được rồi, giải quyết lốt mấy thằng này. Sau đầu mình tiến xuống khu vực phía Nam đúng không? Nhiệm vụ nó bắt mình tiến phía Nam. Your will. I am told you want to talk. How? Thằng này thuộc dạng Norska. Nó chiến tranh với thằng này. Đốt này đã. Mình chưa có nhiều tướng lắm nên là không xây dựng được những cái gì. Nền kinh tế của mình chứ không cho phép mình tuyển nhiều quân quá. Gọi mấy anh zombie lên. Ơ mình không quên mất mình không cắm trại rồi. Để có thể xây dựng các công trình cho quân đoàn rồi. Xong có cái thằng bắn súng khổng lồ. Chơi mấy thằng đấy tuyệt. Mấy thằng đấy thì thay pháo thôi nhỉ? Nó chỉ tác dụng thay khẩu pháo. Này nó có cả rồng nữa cơ mà nhỉ? Rồng thì công thành tốt quá rồi gì nữa. Rồng bay á. Rồng bay, cua vỏ ốc. Cái gì nó cũng có à. Mấy con orc này level 20 cơ. Pirates have been spotted close by. Showing them your broadside would be a good way cướp to biển. Further your in. Rồi cướp biển mấy con orc này làm ăn gì? Mấy cái con orc vẽ này thì làm ăn gì? Gọi được mấy con zombie nữa. Ok. Anh đầy zombie. Xây cái tường thành lên cho chắc cờ. Hết tiền luôn rồi. Cái chỗ này nó có cái gì nhỉ? Nó báo mình có cái gì đấy mà mình lấy nhiệm vụ nó báo ở chỗ này có cái gì nhỉ? Cười nhá. Chắc phải đào chỗ này lên một xíu à. Cười quay xem. Sao chiếm xong mình sẽ phải đào. Mình có 4 thằng bắn súng rồi, chắc không cần nữa. Thích thì tuyển thêm thôi. Nếu đánh ma cả rầm nó sướng cái đấy, đi đâu là tuyển quân đến đấy.
Chúng ta đang ở lớp thứ 11 rồi. Tiến khá nhanh so với các lớp và cả dòng khác. Lên đến đây thì chúng ta có được cái gì nhỉ? À, cái này à? À, cộng phòng thủ và tấn công trên toàn map luôn. 30, 20, 30, 40 phòng thủ và reload. Ồ, phòng thủ. Ra là vậy. Witness my greatness. Slay them. Ăn thằng này phát đã. Witness perfection. Mình chưa có mấy cái thằng lính tím nhỉ? Sao chưa gọi lên nhỉ? Hay tướng của mình cấp thấp quá nhỉ? Mấy con hồn ma bóng quế. Ủa. Con địch ở đây à? Con địch ở đây à? Mấy thằng này cứ cho là bịch thịt luôn. Lao lên làm tường, có gì đâu. Đứng sau cánh. My gutless thirst. Hai con này thì cứ bình tĩnh. Ở đây rồi. Còn một trận chiến trong rừng nữa. Lê. Đi sợ lắm. Mấy anh zombie làm tường khiên thịt tuyệt vời luôn. Đứng ra đây đi. Hay quá nhỉ. Ai à, ôi, giáp lá cà rồi, ăn rồi, ăn, ăn. Xông vào. Mấy thằng bắn súng này chạy nhanh, không anh cái. Chạy ra đây. Ừ, khẩu pháo bắn tốt phết nhỉ. Có bụng béo rồi, gọi bọn kỵ binh lên nữa. Chưa, quân vẫn khỏe. Ồ kìa, con này bị thương à. Con này đang đánh một mình. Đội này đâu rồi, ra đây. Victory is assured. Xông vào đi em. Ăn. Thằng này thì đứng đây. Bụ béo thì vào mà ăn được. Bụ béo đây ăn được. Bụ béo này ăn được. Này chỉ có mỗi biết được hồi máu cho bọn này. Bắn đê cu. Mấy anh zombie này vẫn làm hàng tường, cái này tốt hết nhỉ.
Bretonia chạy nhanh, kỵ binh của chúng ta luồn hết. Rồi bọn này, mỗi con mụ này nó có kỵ binh thôi, chả thằng nào có kỵ binh cả. Tiếp quân cho cái thằng này mất. Chết nhiều thế. Thử mấy thằng bắn súng này của nó cho anh. Dồ ôi. Kỵ binh Pretonia. Bay như chim luôn. Dồ ôi, pháo vẫn bắn được vào đây kìa. Rồi, rút rồi, rút rồi, quân nó rút hết rồi. Xong rồi. Quân nó bị tan hết rồi, sao tướng ở đâu chưa nhìn thấy. Ở đây. Giết tướng nó. Ở đây chứ. Giết tướng nó là xong. Mấy thằng hồn ma này khỏe nhỉ. Đúng rồi. Hồn ma nó khá sát thương vật lý tuyệt vời luôn. Năm ba cái thằng. Nó đang quay lại à? Ờ, quay lại đấy. Dăm ba anh zombie của mình đủ à? Đủ quẩy bọn này. Hồi quân đi. Mana còn rất nhiều. Béo rồi, béo. Dăm ba cái thằng. Ô. Tốt. Chưa giết được tướng của nó à? Tướng chạy nhanh vãi chưởng thế cả. Pretonia cưỡi ngựa mà, sao đuổi được nó? Con lửa thân này ghê quá. Mày hả bưởi. Úi chà. Công thành này thì hình như là không cần đánh hết đâu. Mình ghét nhất cái bản này là đánh chúng nó cứ bỏ chạy, không thể truy sát chúng nó được. Sau này là cái lính để làm tường, chắc là mình chọn như mấy cái con ma kia thay cho mấy anh zombie. Cái gì đấy? Take it for me. Ừ, nó hiện cái gì lên đây này. Tăng infamy. Madame, j'ai lost a dear fan. Phụ B
béo này. Siren of the Storms. Cái vùng này có cái gì không nhỉ? Nó có cái lốc xoáy gì ở đây mà mình không biết này. Madam Silostra Dielfan. Summon Deadline. Summon Deadline. Hình như nó mạnh thêm thôi, chả gì cả. Cứ cho nó mạnh nhất, cái thằng này đi xem nó cái gì nào. Nó là thằng một trong những thằng hero thoát mình. Tăng thêm khả năng hồi máu lên nữa này. Cấp 5. Hết tiền. Lần sau mình nó cấp lốt cái này lên. Cần. Nghèo quá. Nó còn lũ quân trên này nữa. Đốt cái thành trên này chưa? Xong rồi về đây xử lý cái thành này xem có vấn đề gì không. Mình chưa hiểu lắm nhỉ. À, thằng tắc kè này nó ra đây rồi. Kè nó ra đây. Cho mấy thằng zombie làm tường tốt phết mà. Sau này có cái con bắn pháo như nó bắn qua đầu được thì phải. Đúng rồi. Lại chiến tranh ở đâu đó, dưới rồi. Một Vampire Crush bị diệt rồi lại. Được 6.000 cộng thêm một cái búa success nhiệm vụ gì đấy nhỉ, được thêm một cái dìu nữa, ngọt thế. Xây dựng cái công trình này, tìm cái vùng gì đấy, quái quỷ. Why we? Knows who the real star is. 7.000 máu. Why? Dạ. By Sigma, no. Nó lại đang tuyển quân đấy. Ui. Thôi quân này thoải mái à, đánh nhau tẹt. This has my approval. Mày thích tuyển quân rồi. Tăng infamy lên nè. À, chuyển đồ cho lính đấy chứ nhở. Con mụ béo này học vào đây. Nó tăng những cái gì đấy, skill của nó, lại summon. Gọi con cua vào ốc lên à. Đúng rồi, đây là skill gọi con cua vào ốc. Cái này thì chưa hiểu lắm nhỉ. Một đòn sát thương bình thường thôi. Ờ được rồi, gọi con cua vào ốc lên nữa. Tăng hồi máu à. Ám sát à. Thôi, thằng này học vào nhánh tấn công. Ok. Behold. Không có gì để đào. Cắm trại.
Lăng Thành cấp 5. Cái gì nữa? À, công nghệ. À, mình có thể unlock ở bên này rồi. Cái này đi, sang public order cho cái vùng lãnh thổ mình. Mình kiểm soát mỗi cái vùng này thôi mà. Cái này là cái gì? Chả biết nó là cái gì nhưng nó giảm phí xây dựng. Xây nữa. Phí xây dựng và phí tuyển quân. Con thằng lằn tắc kè này nó có hai thành ở đây ạ. Mà nó đang chiến tranh với thằng này. Xong rồi phải giải quyết lốt chỗ này ở phía sông Tây Nam rồi. Để mở lốt cái bóc ở dưới kia xem nó có cái gì mình chưa hiểu. Lúc nãy nó báo cái chỗ này hiện lên là như kiểu là gọi là con thủy quái gì ấy nhỉ. Bọn này không biết nó có tường thành không nhỉ? Lên thành cấp 3 nó có tường thành không? Tăng phòng thủ cận chiến và tăng tốc độ bắn cho các đơn vị tầm xa. Phòng thủ cận chiến cho toàn quân và tốc độ bắn. Tuyệt vời, nếu mà cái infamy của chúng ta lên cao. Một cái điều rất là tuyệt. Mình bắt đầu thích mấy con này, mấy con anh cướp biển linh hồn à, cướp biển này. Những con mụ này nó chuyên về hồn. Thằng này không biết nó có spam mình không. Nó có lẩn vẩn ở đây mình thấy không thiện lắm. Tăng chính xác này, tăng giáp. Giáp đi, đánh nhau cho nó đỡ phê, lên cấp 10 rồi. Lên 7 thì bắt đầu mới được hỗ trợ. Quánh thành cuối cùng nào. Ui, có cả cái thằng lằn tắc kè đây kìa. Nào, bây giờ xây cái gì? Cái nhánh này nó tăng quãng đường di chuyển up tiếp này. Tăng râu tiếp này. Hồi máu. À, nhánh này là để tuyển cái thằng bắn súng khổng lồ đây. Tăng hồi máu. Mình nghĩ là mình lên cái nhánh này trước, mình cần có mấy con rồng. Mấy con này thì mình không quan trọng lắm, đến bộ binh này thì không quan trọng. Có mấy con rồng bay đã. Sẽ giải quyết được nhiều vấn đề. Ơ, cái này là pháo à? Cannon, mortar, cannon, deck gunner là bọn này à? Có mấy con rồng trước đã. Lên mấy con rồng trước. Chưa có tiền mà đẻ nhiều quân đâu. Cái này thôi. Có tường thành không nhỉ? Nó không hiển thị là có tường thành không.
4.000 lên là cấp nữa. 4.000 là lên cấp nữa. Cho cái thành này nó phải mắc phát đã. Nó ở giáp biển này nguy hiểm lắm. Thành này nữa đây. Thành này cũng phải lên tường cấp 3. Nhiều quân phòng thủ hơn thì thọ được. Ngoài xử đẹp cái thằng này đã. Mấy thằng Empire xử đẹp đã. Mấy thằng thằn lằn tắc kè đứng cạnh mình như này mình thấy ghê ghê. Bây giờ mình rút xuống phía nam mà không xử chúng nó là chết dở. Quân đoàn của mình bây giờ thực tế là chỉ còn thiếu lính bay nữa. Lính mặt đất thì nói chung là ổn rồi. Hai thằng này hòa bình với nhau à? Ừ, ngon. Mình cứ đốt hết cái khu trên này đã. Xong tính. Hạng 10. Chúng ta lên hạng 10. À, bắt đầu có bọn rơi ném bom rồi này. Great Dropper rơi ném bom. Chưa cần. Đợi lên cấp cao cao thì pim chẳng. Xôi. Mày là người. Tách từ gần này tiền kìa. I dominate now. Hồi phát. Rumfels favors this one. Nó có cái skill hơi lạ nhỉ. Cái này là zombie đã chết à? Ờ, nó gọi mấy con zombie lên này. Cũng được. Cộng thêm 10% vào phòng kháng sát thương vật lý. Tốt. Anh Petronia này xem. 80%. Trâu bò lắm. Giáp của nó không cần nhưng không có. Nhưng mà thực ra thì cần gì giáp nhỉ? Nó phòng thủ vật lý của nó cao thế thì cần. À, sẽ đồ chứ. Xem đồ cho bọn này nè. Con mũ béo này. À. Con mụ béo này. Cut by Tanger. Đúng rồi, thằng này chỉ cần kháng phép thuật thôi. Không cần kháng gì khác. Thằng này chưa có đồ để đeo nhỉ. Thanh niên này có cái áo giáp ngọt phết. Vãi cả cái con này, mồm của nó kìa.
Lần tiếp. Cướp được khá tiền. Lên cái này đã. Cướp ra, cứ cướp để kiếm tiền đã. Cơn sau mình lại à, cắm công trình gì vào đây nhỉ? Để cho mình cắm công trình gì. Ồ, dăm ba cái thằng tắc kè này á. Ôi, nó có hai con tê giác đấy. Mấy cái nhiệm vụ phụ tuyến kia mình chưa biết nó là cái gì nhỉ? Kể ra có thời gian mà làm được tốt ấy, nhưng mà bây giờ còn lo đánh nhau khắp nơi này thì làm sao mà làm được. Cái thành chính thì có lẽ nhiệm vụ cũng chỉ là phát triển lên nó một cái vùng. Thế mình có nguyên một vùng không? Những chỗ khác cũng chưa hiểu. Infamy. Mấy thằng orc ở phía nam này giữ được thành tốt phết luôn. Storm Siren Man. Lại lên cấp à? Con mụ béo này tăng chính xác này. Học vào cái này phát đã. Cái gì đây? À đúng rồi, cái này nó họ gọi dậy con cua vỏ ốc lên mà. Gọi con cua vỏ ốc lên, tốt rồi. Tha hồ đệ tử gọi. Không có cái quân gì đặc biệt. Dùng mấy quân này vừa rẻ tiền cũng hiệu quả. Chả việc gì. We take, then go. Next time. Dăm ba cái thằng zombie này. Capable, nothing more. Kháng tên à? Mắc nháy này à? Tên chưa có quân gì đặc biệt à, mà mình có chơi được cái thằng nào nhỉ? Luther, what's your word? They will likely be your last. Who are you? What? I am told you want to talk. How did? Này nó chiến tranh với thằng thằng lằn ngay bên cạnh. What? What are you, good one? Bọn này không nói chuyện được. Who calls? 120. À, vừa thêm được một cái món vũ khí nữa. Cho thanh niên này đeo lên. Rumfels favors this one. Đây rồi. Tuyệt đẹp luôn. Mogul. Tuyển thêm mấy con Mogul nữa thì tuyệt nhỉ. Quân đoàn này hai con Mogul thì tuyệt vời luôn. Chơi nguyên hồn ma luôn. Mà cái thành này mà mình xây cái công trình này ở đây thì nó chưa hiểu lắm nhỉ, vẫn là thành của nó rồi, nhưng mà có cướp biển này. Cướp biển đóng à? Như nào nhỉ?
không hiểu lắm nha. Rival power comes to Pali, demanding rồi, a change xin hòa bình, ok. Conditions. Consider their offer carefully. Nhà cướp biển đóng ở đây. Thế nào thế nào nhỉ? Nó chỉ tăng cái infamy lên thôi. Để chúng qua vài lượt đã, dù sao mình cũng chưa biết là cái đấy nó tác dụng kiểu gì. Ngoài cái tác dụng nó ghi là đây rồi, cái thành của nó bị đen xì xì này. À, hình như nó tha hóa bọn này dần dần trở thành ma cả rộng hết thì phải. Rizal Grim the Visit the Faction Anton. Cộng thêm một Hero Mogul. À, thêm một Mogul. Mà mình như chưa tuyển được Mogul. Cái này là tuyển tướng. À, xây mỗi một cái này là tuyển được thêm một con Mogul. Rõ, nhưng không biết tuyển được tối đa bao nhiêu con Mogul nhỉ. The curtain raises. Mình không ưa cái mấy thằng thằng lằn tắc kè lắm đâu. Bọn này là bọn máy bay ném bom này hiểu không? Kinh phục trời tối đa. The storm calls. My greatest performance. Tỷ lệ thắng cao thế nhỉ? Rồi. Tỷ lệ thắng rất là cao. Ôi, gọi được tha hồ luôn này. Ôi, gọi được những quân gì mạnh thế. Tốt rồi. Mụ béo này. Trừ leadership. Trừ 4 mili attack. Cái này là trưởng gì nhỉ? Chả hiểu. Gọi Zumbi à? Rồi, cho gọi Zumbi đây này. Rumfels favors this one. Kháng tên. Gọi được một thằng này này. Ô ô. Sao lại khổ báo thế nhỉ? Ô, bọn này hả? Úi dồi ôi. Bọn này bọn gì? Deep War. Thêm một con Mogul này nữa, con này nữa. Mà khả năng thay bọn Zombie đi được rồi đấy. Chuyển mấy em này lên. Ui, cái một khẩu pháo này, Mortar. Pháo này Cannon này. Con này không thua. Ui ồ. Con này là con gì? Con này là cái con gì nhỉ? Chó à? Người rơi. Người rơi. Anti infantry. Húc. Con hồn ma này thì tuyển này. Con này tuyển nữa này. Con này cũng nhìn hổ báo phết. Phát nữa.
mấy thằng zombie thì thay cho bọn gì được. Đây. Thay bằng mấy con ném bom à? Ủa, pháo là mạnh mà, để lại chứ. Ồ, chúng ta có đội quân mạnh thế, tiếp tục đi. Vãi xoài. Chả cần phải mua quân, có quân thì tụi tiếp luôn. Hồi quân à. Chọn tiếp xem là có tuyển được thêm quân gì không. Madam, I lost a dear fan. Con bay bay này. Mấy anh zombie này chắc cho đi nghỉ hưu đi được rồi. Con này là con gì? Con này con bay bay. Đây đúng không? Chúng ta có thể tuyển được cái bọn đấy đúng không? Là con này à? Nhưng mà hình như nó đời cao hơn đấy. I need an audience. Chưa tuyển được bọn này. Còn thiếu cái nhiệm vụ gì nữa chưa tuyển được. The tides rise. Ulthuan will sink. Quái quỷ. Úi giời ơi, ba con bay bay. Con này bắn súng tiềm tầm đời luôn. Bỏ một thằng này đi thay bằng một khẩu mortar nữa. Đây rồi, hai khẩu pháo. Còn cái gì có thể thay không nhỉ? Thế thôi. Listen. Nó còn thành ở đâu nhỉ? Xem thằng tắc kè thằng lằn này nó có mấy thành nữa. Có ba thành cơ mà. Ba thành nó ở đâu nữa nhỉ? Đô tá. À, mình chiến với thằng đấy là mình sẽ thân với cái thằng này. Điều ngoại giao sẽ tăng lên. To be honest, I'd rather be raiding, but you have my time. Siren of the storm. Nó có tường thành, trời ơi. Có quân thủ thành nó đông thế. Tám lượt nó mới chết. Tháp công thành. Bốn cái tháp công thành là cho. Ôi bọn này mạnh thế nhở. Deep Squad. Bọn này bọn gì? Anti-Luck à? Ôi. And now, witness perfection. Vây cái thành này lại. Ăn. À đúng rồi, ba thành trên này, một thành nữa đây. Thành này nữa là xong. Xử ngay cái thằng tắc kè đã. Để phòng chắc. Cái gì đây? Zed, please. Drown them all. Ôi giời ơi, chuyến này thì mình sắp nghèo đến nơi rồi. Nhưng mà không sao, lính của mình chất lắm. Cứ học mắc vào up kick đã, giảm up kick. À, nó đánh mình kìa. Chạy phát cho nó đuổi. Đã thế mình spam thằng đấy trước kìa. Chưa spam thành được, spam thằng quân. Ờ, mà tại sao mình không gọi thêm một thằng tướng nữa ra nhỉ?
cho thằng đấy nó chuyên đi vây thành, nó vây thành lại để đánh thằng kia nhỉ? Hợp lý mà. Những cái thành như này nó được cộng cái gì? 100. Xây cái công trình đó lên là nó tha hóa bọn này thành ma cà rồng à. Đang theo một con Mogul nữa. Hơi khó hiểu xíu nhưng mà cũng không phải là khó quá. Ô vãi xít, thằng này tuyên chiến mình chứ. Chiến tranh với kẻ thù nó mà nó lại dám tuyên chiến mình. Nó bị điên rồi. Madam Silostra, dear fan. Move, my drowned. Này không biết quân đâu nhỉ, bị thành tha hóa thành I need an audience. Hòa bình với thằng tắc kè mất rồi này. Đã thấy diệt thằng Norska chưa? Láo này, dám tuyên chiến với anh à? Bring me my drought. Hai đến mười, năm đến mười này, hai đến bảy, năm đến mười. Gọi thêm một thằng tướng nữa lên. Hết tiền, không gọi được quân nữa đâu. Admiral of the fleet. Has potential. Oh. Skill hay phết nhỉ? Nó kháng lửa này. Tăng trung thành này. Cấp 30 cộng vào cái này thì nó sẽ không bao giờ phản bội à? Trung thành tuyệt đối luôn đấy. This point. Cấp 9 cưỡi được con cua vỏ ốc. I smell mutiny. Thôi được rồi. Cấp quá thấp để có thể bổ nhiệm. Mấy anh đang ép cũng mỏ tận đây rồi cả. Sao các cái vùng đất này bị thao bị đốt phá nhiều thế nhỉ? Toàn thành không nhiều. Phía bên trên kia thì bọn cướp phá nhiều và khác có các quân sĩ có gì đâu, cần gì cứ phải xây nhà quân. Ơ ngọt con này thì không ăn được, ngon thì ăn con mụ béo thế sao nào.
tốt. À, có mấy thằng kỵ binh. Ôi, nó toàn bọn champion. Có ăn được anh không? Cho mấy thằng bắn súng nó phơi cho chết luôn. Bắn chết mấy con ngựa của nó trước đã. Mấy thằng ném lao cái nữa kìa. Hey, chuyến này mình toàn khổng lồ ấy. Với cả monster mới khổng lồ ấy. Cho mấy con ma làm tường sợ gì bọn nào. Mấy con có một cái đội bộ binh gì kìa, cầm giáo kia mà anti-lắc nhỉ. Mạnh phết đấy chứ đùa, giáp trâu kinh khủng. Tuyển được mấy con rồng bay bay nữa thì tuyệt. Mới tuyển được mấy con rơi á, cái thằng ném bom. Trận này là nó công mình mà, nên là mình cũng không phải vội. Nó có mấy con ngựa ném lao hay phết. Con này có bắn qua đầu đúng không nhỉ? Bones and flesh. Thử mới biết được. Landslubber. Mấy thanh niên này nhìn trông mới mà, lính mới này, tuyển xem nào. Mới gọi dậy được, ai già. Nhìn chất phết đấy chứ đùa đâu. Mấy con cua vỏ ốc à? Máy bay ném bom à? Hai con này thì đứng đằng sau này rồi. Chắc chắn. Đứng đây. Làm tường cho bọn bắn súng. Công mình mà cho nó công. Nào mấy thằng Praetor nha, à mấy thằng chỗ này nó có cái sườn dốc, mình nghĩ là mình cho quân tiến lên một chút xíu nhỉ. Cho bọn này tiến lên xíu. Hồn ma. Mấy con này là mấy con gì mình còn chưa biết. Thôi đứng đây thôi. Sao mình nhìn quái thai này. Ủa? Nhìn quái thai quá nhỉ. À, thanh niên này bắt đầu bắn rồi. À, đây rồi. Ui, nó bắn gớm phết đấy. Thằng này gần dẹo rồi đấy. Tầm bắn của nó xa vãi chưởng.
Sao con này ném bom xa thế? Trời ơi. Con này. À. Nó vừa bắn súng. Ôi champion chạy vào đây à? Ăn đi, ngon thì ăn đi. Tướng à? Tướng à? Ăn ném bom này. Tướng chết đầu tiên. Cánh bên này không tấn công à? Va đi. Mấy con ma này phòng thủ vật lý của nó trâu lắm. Gọi Ruby thì gọi là quay. Bộ nó cho con này thôi. Pháo vẻ hơi vô dụng nhỉ. Mấy con máy bay thì tuyệt nhỉ. Ui, nó ném bom, nó bắn súng rồi. Ngon. Ngon luôn. Đúng rồi, bắn súng đấy. Quái lì lắm. Ui, hai con ma này gần như là không thể chết đi. Đúng rồi, bọn champion là tấn công vật lý mà. Vật lý thì ăn thua gì. Nó là hồn ma thì nó chỉ sợ bọn phép thuật thôi. Mấy con cua và ốc ra đây á. Con mụ này còn gọi được cả... Đâu nhỉ? Đây chứ, đây mới là cua và ốc à. Tha hồ sư môn. Úi dồi ôi. Cua vỏ ốc. Lùa chết mấy thằng này cho anh. Nói chung nó chạy hết rồi. Còn mỗi cánh bên này thôi. Bọn này dẹo. Mấy con này không mạnh lắm nhỉ. Ủa, mấy con hồn ma này gần như không chết rồi. Ủa, đầy luôn à? Vãi chưa hả? Tấn công bọn này anh, nghe. Có lẽ mình sẽ bỏ bớt mấy thằng bắn súng được rồi. Chỉ để lại cái thằng bắn súng này thôi. Nó bắn xa, để lại. Còn nguyên bọn này, còn mặt rất xa. Đâu rồi? Khử mấy con này. Răm ma cái con ngựa này. Xong. Bọn hồn ma nó đánh từ đầu rồi, có hai thằng thế này. Lý do là hồn ma thì không bao giờ chết. Cua vỏ ốc à? Gọi một lúc là lên là chết. Vào đây, hai thanh niên này. Pháo bắn xa thế.
con này, con này bắn á. Qua bọn này nó cái gì nó cũng mạnh vãi cả xoài luôn ấy. Không biết là đánh vụ này xong, ủa chết còn 5 thằng này. Thế mà dám hổ báo với anh à? Tuyển được thêm mấy cái con bay bay bắn súng nha, nữa thì tuyệt. Con này bắn cũng ác. Con này bắn ghê vậy? Con này nó bắn xa à? Pháo thì hơi vô dụng. Nếu chơi các bọn tầm xa chơi cái con này hay. Con này thì ném bom, con này nó bắn xa này. Hay à, chưa biết chơi kiểu gì, nó quân gì của nó cũng hay thế này, chết thật. Đánh nhau với bọn Norska này. Kinh quá. Hồi quân, chọn hồi quân đi, tiền thì không cần đâu. Tiền thì có thể làm sau rồi, hồi quân quan trọng. Look what they did to her. Đâu nhỉ? Karen Poon. Trừ phòng trừ tốc độ di chuyển. Ai, mấy cái chưởng này nhiều quá, mình chả biết dùng vào cái gì. Tôi kệ, chắc toàn là các đòn tấn công, không thấy có chữ summon là đòn tấn công. Cái này cho chỉ tốn tiền là lên được. Đi tiếp. Cái con này nó bắn xa kinh. Anti infantry. Không gọi được cái gì lên này. Không gọi được cái gì lên. Thằng này gọi được mấy con. Dropping. Chạy theo để trung thành 5/10. The curtain raises. Chuyên để gọi zombie. Thêm thằng đấy nữa thì tha hồ mà gọi các loại summon. Madam Silostra, dear fan. Mày chết. Ô, quân quân thủ thành của nó đông thế. Con ngựa này chưa chết hẳn à? Về thành dưỡng sức lại hồi à?
I have sailed the world. Chả thấy quân nó đâu cả. Còn mỗi cái đầu lâu ở đây. Lâng cái tường thành lên cho chắc. Giả chúng nó quánh nhờ. Công nghệ này xong rồi. Không tiếp công nghệ này. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy cái video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi các video khác của mình, các bạn hãy đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.